10 loại trái cây cực tốt cho người tiểu đường. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong video của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày may mắn và thành công. Quý vị thân mến, nhiều người bệnh tiểu đường vì lo ngại đường trong trái cây sẽ làm tăng chỉ số đường huyết mà loại bỏ những loại quả yêu thích của mình ra khỏi khẩu phần ăn. Nhưng khỏe đẹp tự nhiên xin bật mí với bạn một điều hết sức tuyệt vời, đó là bạn có thể tha hồ ăn trái cây mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ cần bạn biết ăn đúng cách, đúng lúc, đúng thời điểm thì bạn có thể tha hồ ăn tất cả những loại quả bạn yêu thích, thậm chí có thể ăn mít, xoài chín, dưa hấu. Ngày hôm nay, Khỏe đẹp tự nhiên sẽ chia sẻ tới quý vị cách ăn trái cây cho người bị tiểu đường mà không lo đường huyết tăng vọt. Mời quý vị cùng theo dõi nhé! Đường trong trái cây là đường chậm, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiểu đường. Đường từ thức uống lạnh hoặc nước ngọt và bánh mì, bánh ngọt, bánh quy bắn thẳng vào máu, nghĩa là nó hấp thu rất nhanh. Tuy nhiên, đường carbon hydrate từ trái cây đi vào máu từ từ và đường từ các loại rau củ quả thẩm thấu từ từ vào máu, nghĩa là tác dụng càng chậm càng tốt. Nói tóm lại, cơ thể kiểm soát đường huyết không phụ thuộc nhiều vào lượng đường hoặc carbon hydrate mà chúng ta ăn vào, mà nó còn phụ thuộc nhiều vào các nguồn carbon hydrate. Carbon hydrate trong hoa quả là loại đường chậm nên bạn hoàn toàn yên tâm ăn trái cây mà không phải lo lắng. Giải pháp tối ưu cho bệnh nhân tiểu đường là dùng carbon hydrate từ thực vật ở dạng nguyên chất, không qua giai đoạn chế biến. Tuy nhiên, phải ăn như thế nào mới đúng? Thời gian ăn trái cây tốt cho người tiểu đường. Thời gian ăn trái cây rất quan trọng đối với người bệnh tiểu đường hoặc thậm chí cả đối với người bình thường. Nên ăn trái cây trước bữa cơm 1 đến 2 tiếng và tuyệt đối không ăn ngay sau bữa ăn. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng mọi người nên ăn hoa quả xen kẽ các bữa ăn chính. Ngoài ra bạn cần lưu ý là không nên ăn quá nhiều trái cây trước giờ ngủ, tốt nhất là cách giờ lên giường ít nhất khoảng 2 tiếng. 10 loại trái cây cực tốt cho người tiểu đường. 1. Quả ớt chuông. Đối với người bệnh tiểu đường, loại ớt này đặc biệt có lợi vì không chỉ giúp kiểm soát lượng đường huyết mà còn giảm nguy cơ các biến chứng sức khỏe có liên quan tới bệnh. Làm giảm nguy cơ tăng đường huyết và giúp kiểm soát lượng đường huyết. Nghiên cứu được chỉ ra rằng ớt chuông vàng kiểm soát hàm lượng đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường và cũng giảm nguy cơ tiểu đường tốt hơn ớt chuông xanh. Đối với người bệnh tiểu đường, ớt tươi là tốt hơn ớt nấu chín. Bạn có thể bổ sung ớt cùng với các loại rau khác nhau khi chế biến món salad, rắc một ít bột quế và làm thành món ăn nhẹ. 2. Quả cà chua. Cà chua có khả năng làm giảm hiện tượng chứng xuất oxy hóa xuất hiện khi lượng gluco trong cơ thể vượt quá giới hạn cho phép. Các nhà khoa học khuyên dùng các sản phẩm chế biến từ cà chua như cà chua nghiền, nước ép cà chua hoặc nước sốt cà chua do chúng giúp làm tăng lượng lycopene trong máu, có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người bị bệnh tiểu đường. 3. Quả táo. Táo giúp giải độc cơ thể và loại bỏ các chất thải nguy hại, cũng như làm giảm nhu cầu insulin của bệnh nhân tiểu đường lên đến 35%. Táo làm tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu, giúp phòng bệnh tim mạch, chữa tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Mặt khác, táo có các chất chống oxy hóa, chống ung thư. Táo giúp ngăn ngừa các cơn đau tim, giảm nguy cơ ung thư và tránh các bệnh về mắt ở những người mắc bệnh tiểu đường. 4. Quả dâu tây. Các chất chống oxy hóa trong dâu tây giúp giảm nguy cơ bệnh tim bằng cách giảm cholesterol xấu, duy trì hoặc cải thiện cholesterol tốt và làm giảm huyết áp. Dâu tây giàu chất chống oxy hóa bao gồm vitamin C và flavonoid giúp làm giảm viêm và giảm nguy cơ của các bệnh liên quan đến viêm như ung thư, bệnh tim và các bệnh tự miễn. Trong một bát dâu tây chỉ có chứa 15g tinh bột, vậy nên nếu bạn là bệnh nhân mắc tiểu đường thì hoàn toàn có thể lựa chọn dâu tây là loại trái cây ăn hàng ngày của mình. 5. Quả dưa leo. Dưa leo chứa nhiều kali, vitamin K, C và ít carbon hydrate,
nên được xem là loại rau lý tưởng cho người bị tiểu đường. Phần lá và trái của dưa có khả năng tiêu diệt, chế ngự sự phát triển của những tế bào ung thư. Vị đắng của dưa leo có khả năng trị ung thư và tiểu đường. Saponin trong dưa leo hoạt động như một loại thuốc chữa tiểu đường từ tự nhiên, giúp làm thông thoáng các mô tế bào. Nhờ đó, tạo điều kiện để insulin và glycogen xâm nhập vào các tế bào tốt hơn, góp phần hạn chế sự gia tăng lượng đường trong nước tiểu. 6. Quả bưởi. Trong 1/2 quả bưởi có chứa tới 78% lượng vitamin C, là loại vitamin vốn có những vai trò quan trọng đối với cơ thể. Nước bưởi có những thành phần tựa như insulin giúp hạ đường huyết, đồng thời hỗ trợ bệnh nhân đái tháo đường và cao huyết áp. Người mắc bệnh tiểu đường nên ăn trung bình khoảng 2 đến 4 múi bưởi mỗi ngày để cải thiện lượng đường huyết. Đặc biệt, nên lựa chọn bưởi đỏ để thưởng thức vì bưởi đỏ giàu vitamin C và kali. Bưởi đỏ còn là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và các khoáng chất thiết yếu, giúp ngăn ngừa bệnh cảm lạnh và bệnh ung thư. 8. Quả ổi. Vỏ ổi cũng làm giảm cholesterol toàn phần, nhờ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường. Lượng vitamin C trong quả ổi rất dồi dào, gấp 4 lần so với cam. Cùng với đó, lượng chất xơ cũng tương đối cao. Cứ 100g ổi có đến 6g chất xơ, giúp làm giảm cholesterol và làm chậm hấp thu đường sau ăn. Bạn tuyệt đối không uống nước ép trái ổi vì cách làm này khiến cho lượng đường trong máu tăng lên nhanh chóng. 9. Quả thanh long. Thanh long chứa nhiều chất nhầy betin, chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Đây là chất có tác dụng phòng trị bệnh táo bón, béo phì, xơ vữa động mạch. Rất hiệu quả. Lượng chất xơ dồi dào trong thanh long có thể kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Trái cây này rất giàu chất béo, không bão hòa đơn, giúp trái tim được nghỉ ngơi trong tình trạng tốt nhất. Ăn thanh long cũng có thể giúp làm sạch hệ tiêu hóa. Lưu ý, bạn chỉ nên ăn tối đa một quả thanh long mỗi ngày và tuyệt đối không nên ăn vào buổi tối. 10. Quả dưa hấu. Dưa hấu là loại trái cây tươi, ngon và là một lựa chọn thực phẩm lành mạnh cho sức khỏe vào mùa hè. Dưa hấu là nguồn các vitamin và các khoáng chất tuyệt vời, bao gồm vitamin A, C, kali, magie, vitamin B1, B6, chất xơ, sắt, canxi và lycopen. Tốt là vậy, tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý khối lượng khi ăn, không nên ăn quá nhiều dưa hấu cùng một lúc. Quý vị thân mến, vừa rồi là 10 loại trái cây cực tốt cho người bệnh tiểu đường. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp quý vị trả lời câu hỏi người tiểu đường nên ăn loại trái cây nào và cách ăn hoa quả cho họ. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đi tìm hiểu mới mắc bệnh tiểu đường nên ăn gì để không tăng đường huyết nhé. Mới mắc bệnh tiểu đường nên ăn gì để không tăng đường huyết? Người mới mắc tiểu đường type 1, type 2 nên ăn những thực phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng để không làm tăng đường huyết và giúp phòng ngừa, cải thiện được biến chứng tiểu đường, đặc biệt là rủi ro liên quan đến tim mạch. Dưới đây là những gợi ý về những thực phẩm tốt người tiểu đường nên lựa chọn. Rau lá xanh rất giàu chất xơ, hòa tan và dinh dưỡng. Tất cả các loại rau củ quả có màu xanh như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải, cải xoăn, măng tây, quả bí, rau mầm, đậu xanh, cải son, cải ngồng, cần tây, mướp đắng, đậu bắp đều không làm tăng đường máu sau ăn. Đồng thời, chúng có chứa nhiều chất xơ hòa tan, tốt cho hệ tiêu hóa, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, bảo vệ mạch máu, thủy tinh thể của người tiểu đường. Nếu coi số lượng thức ăn trong một bữa chính để đầy một đĩa tròn có 4 phần, thì 1/2 trong số đó nên là ăn rau củ quả. Thứ tự khi ăn nên là rau xanh, nước canh rồi mới tới cơm và các thức ăn khác. Cách ăn này sẽ giúp làm giảm cảm giác đói và làm chậm hấp thu đường. Ngũ cốc nguyên hạt giúp kiểm soát đường máu hiệu quả hơn. Ngũ cốc nguyên hạt là các loại ngũ cốc còn nguyên vẹn cả lớp vỏ cám hoặc vỏ lụa bao ngoài như gạo lứt, các loại đậu, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu lăng, yến mạch, giàu chất xơ hòa tan, các vitamin nhóm B và chất đạm.
Bạn có thể sử dụng hàng ngày để thay thế nguồn tinh bột từ cơm trắng. Có nhiều cách giúp bạn chế biến các loại ngũ cốc này. Bạn có thể rang xay rồi trộn với sữa chua, hoa quả dùng làm món ăn sáng hoặc bữa ăn phụ. Hoặc bạn cũng có thể nấu cháo, không thêm đường, cho ít muối, cùng đậu hũ, cá và thịt nạc để tăng thêm gia vị cho món ăn. Trứng, thực phẩm tốt với người tiểu đường. Trước kia người ta nghĩ rằng trứng có quá nhiều cholesterol, nằm trong nhóm kiêng kỵ với người bệnh tiểu đường. Thế nhưng, những nghiên cứu gần đây đã minh oan cho thực phẩm này. Theo đó, lòng đỏ trứng gà rất giàu omega 3 và nhiều dưỡng chất khác giúp giảm viêm, cải thiện độ nhạy cảm của insulin, tăng lượng cholesterol tốt. Ngoài ra, trứng còn cung cấp lutein, zeaxanthin là những chất chống oxy hóa tốt cho mắt. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết ăn trứng còn giúp bạn lo lâu và giảm cảm giác thèm ăn, nhưng không nên ăn quá 5 quả trứng mỗi tuần và cách chế biến tốt nhất là luộc. Cá hồi, cá mòi, cá ngừ ngăn ngừa biến chứng tim mạch. Cá hồi, cá mòi hay cá ngừ cung cấp nguồn chất đạm lành mạnh, có thể sử dụng để thay thế cho chất đạm có trong các loại thịt màu đỏ như thịt bò, lợn, thịt cừu. Đặc biệt, cá không làm tăng đường máu, cung cấp nhiều chất béo tốt, giúp làm giảm bệnh tim mạch và đột quỵ. Nên ăn 2-3 lần cá một tuần, lên luộc, hấp thay vì chiên rán nhiều mỡ hoặc kho mặn. Riêng với những người tiểu đường kèm theo bệnh gút, không nên ăn cá hồi, cá ngừ mà thay thế bằng các loại cá đồng, các loại quả mọng và trái cây họ cam quýt. Bạn có thể ăn thường xuyên những trái cây có múi, cam, bưởi, thanh long, ổi, xoài, chuối, các loại quả mọng, dâu tây, việt quất vì chúng ít làm tăng đường huyết, đồng thời giàu chất chống oxy hóa, dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, trái cây vẫn chứa năng lượng nên việc ăn ngay sau khi ăn cơm sẽ gây tăng đường huyết. Vì vậy, điều quan trọng nhất là ăn đúng cách như ăn vào các bữa phụ và theo nguyên tắc lòng bàn tay, tức là số lượng vừa nắm trong lòng bàn tay ở mỗi lần ăn. Cà chua, cà rốt, bí đỏ, khoai lang tốt cho mắt của người tiểu đường. So với cà chua, cà rốt thì bí đỏ và khoai lang có chứa nhiều tinh bột hơn. Tuy nhiên, chúng có chứa rất nhiều beta-carotene tốt cho mắt. Ngoài ra, khoai lang và bí đỏ có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ hòa tan và chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt cho người bệnh tiểu đường. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin hữu ích mà Khỏe Đẹp Tự Nhiên muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã xem hết video. Nếu quý vị có thắc mắc điều gì, vui lòng để lại comment ở phía bên dưới. Chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!